phá vừa lặn rồi đấy. Sao? Ba thằng Hào chả như đi qua. Tí nữa quay lên. Một dãy à? Ba cái thằng hàng là chán không? Tối mình làm cái xanh. Mấy lớp rồi mà. Mấy lớp mầm non rồi. Bây giờ như nó mở lại rồi. Ơ nhưng bây giờ cao đẳng giờ nó lại không có nữa nhỉ. Những người học ấy nhỉ. Nó không mở. Đi học cao đẳng đây là cái đi học. Đại học những kia. Đây thì nhiều người người ta không có tiền ấy. Nhiều nhà người ta không có tiền, nhà người ta ở đây ấy. Đi học đây nó tiện chứ. Đi dưới kia bố mẹ lại tốn tiền. Ngày xưa đi cao đẳng nhiều nhỉ. Châu
xin việc thêm mấy đã xong đấy. Thôi ở nhà cho lành, ở nhà thì chồng thì xong. Mình mua làm châu, mua làm châu, sau đó mỗi năm chị đẻ một con, 2 năm mới đẻ. 2 năm chứ? Mấy năm mới đẻ một con? Châu nó trưởng, nó trưởng 12 tháng. Con. Đâu như năm nào nó cũng đẻ chứ nhỉ? Làm gì? Nó trưởng 1 năm rồi. Đẻ xong rồi nuôi con. Tưởng cứ chữa xong thì đẻ xong. Đẻ xong thì nó lại chữa chứ. Dê. Ừ. Nhà mình chưa được nuôi trâu nên mình chả biết. Chúng mày ơi, trâu nó mấy năm nó đẻ một lần? Hả Toán? Trâu mấy năm đẻ một lần? Đấy, chú Hoàn thì bảo mấy năm. Một năm đẻ một lần à? Sao nó đẻ một lần? Nó chữa một năm rồi. Thì đẻ sao không chữa xong thì nó đẻ đẻ này đẻ xong nó lại chữa luôn. Làm gì con? Thế nó bảo ấy thấy nhà bảo nó nuôi đấy anh. Chúng này là fan của thế giới động vật. Fan của thế giới động vật. Chú rất hay xem thế giới động vật. Ngày xưa hai cái thằng kia nhà mình nó bé ấy, thích xem thế. Tối ngày nó mở cái đấy xem. Nghĩa là Sơn ấy, ngày xưa nó nhỏ. Con dê để sai nhỉ? Này mình nhớ cái con dê mà mua về mổ ăn cái cung đó. Nó đẻ ra bất đắc dĩ phải nuôi dê. Buồn cười nó chết. May mà không mổ nhỉ. Mổ thì lúc này oan ra là mổ mất con dê con ra. Từ đấy về nghi là nó chửa rồi. Cao đấy. Em nhìn đi các anh, cái này của em biết này. Da bạn khô quá. Toàn cái da ấy này nhiều thế nhỉ. Làm như thế thì cô dễ lắm. Đồ. Rất là khó nhìn mụn.